Ok, xin chào bạn đã trở lại với Ria Kim Minh. Và ngày hôm nay chúng ta cùng quay trở lại với trình đó là Review Account. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với ITB Mèo tiếng tàu. À, ITB Mèo và cái chữ tiếng tàu đằng sau tên của Mèo đó là Mi. Theo cái này là chia sẻ thật lòng đến từ vị trí của YouTuber ITB Mèo. Và có lẽ là Mèo hay chúng ta được biết đến với YouTuber Mèo Đi Game, có lẽ là một trong những người rất nổi tiếng ở trong cộng đồng Gana Free Fire chúng ta. Một trong những YouTuber đạt đến con số 1 triệu người theo dõi ở trên YouTube, cũng như có sức ảnh hưởng rất lớn với cộng đồng. Và xuất thân của ITB Mèo là một trong những game thủ có chia sẻ về những cái nội dung cũng như làm những cái nội dung mà mang lại tiếng cười, sự thoải mái dành cho người xem livestream. Và chúng ta nhìn thấy rằng anh chàng này có bình đó là một số lượng nhiều thẻ vô cực nó quá kinh khủng đi. 2940, 3494, 4022, 3865 và 3068. Có vẻ trong 5 mùa gần đây thì ITB Mèo anh ta đã có một cái đam mê leo top server thế giới và leo top thế giới về số lượng huy hiệu thẻ vô cực. Nhìn số lượng huy hiệu thẻ vô cực nhìn nó khủng khiếp thật sự anh em ạ. Vâng, những con số nó phải đi vào lòng người luôn. Tầm này chắc phải chỗ này phải tốn vài chục ngàn kim cương. Vâng, quá ghê độ bán dây. Hiện tại thì Mèo đang ở rank kim cương 1, cũng như là có tỷ lệ giết chết là 2.86, tỷ lệ vào top 3 là 30.39% và headshot là khoảng hơn 20% gì đó. Vâng, đây là một những chỉ số rất tốt với một streamer. Các bạn biết là các streamer chơi thì họ sẽ thường bị đá stream và rất là khó để mà bạn có thể duy trì được một cái nhện đẹp. Thì ITB Mèo cũng là một trong những người có lẽ là gắn bó với game Gana Free Fire từ những cái phiên bản đầu tiên. Tôi nhớ rằng là từ cái thời mà OB2, OB3 thì đã có sự xuất hiện của ITB Mèo rồi. Lúc đầu thì anh ta có một cái tên khác, một cái tên kênh khác, sau đó thì anh ta đã đổi lại thành Mèo Đi Game và gắn bó với tên Mèo Đi Game đến ngày hôm nay. Anh YouTuber ITB Mèo cũng là một người còn đang rất là trẻ. Vâng, người rất trẻ, như năm nay mới có 21, 22 tuổi gì đó thôi. Và nhưng mà đã có một cái thành tích rất khủng với một kênh YouTube nhận được nút vàng và xịn sò con bò thực sự. Ok, cùng nhau đến với số lượng nhân vật cũng như là đồ thì chúng ta thấy là đồ thì khá là nhiều, và tất cả đa số các YouTuber mà theo phong cách gần triệu sub thì số lượng đồ họ đều là rất nhiều. Không, tôi không thấy có YouTuber nào ít đồ cả. Số lượng nhân vật hôm nay chúng ta cũng có ngó qua thì cũng không thiếu con nào hết. Ok, chúng ta đang sử dụng Miguel và đây là cái bộ đồ độc tài không gian. Có lẽ là số lượng đồ rất nhiều nên là mình sẽ là review lướt thôi, và mình sẽ review rất là lướt thôi. Còn nếu không thì video này có khi nó phải kéo dài đến 40-50 phút đấy. Đây là mũ trùm trường. Những bộ đồ rất đẹp mới ra mắt trong Gana Free Fire. Mũ gangster rồi mũ first tuxedo. Thì anh chàng ITB Mèo này thì nổi tiếng với việc là làm những cái series cực kỳ hài hước, và vấn đề là không chỉ hài hước mà còn rất là bổ ích, lành mạnh và mang lại cho người chơi những cái tiếng cười, những cái sự vui vẻ. Thì ITB Mèo thì thời kỳ đầu ấy thì bạn này làm về những cái nội dung tìm hiểu về in game, sau này thì làm những cái nội dung mang tính nhập vai hơn, mang tính gọi là giải trí hơn dành cho tất cả mọi người. Đây là mũ hoàng kim nhật cũng như mũ hắc nhật, và đó là những cái đồ đến từ xưởng chế tác. Thì bởi vì là chúng ta nhìn vào số lượng huy hiệu thẻ vô cực, chúng ta có thể thấy là anh chàng này thì rất chuộng chơi cái xưởng chế tác, tại vì một phần cái lượng huy hiệu thẻ vô cực ngoài những cái mà mua thẳng ra thì có lẽ là mua đóng vào xưởng chế tác này cũng khá là nhiều tiền. Đây là mũ rừng sâu, rồi học viên tử dạ, rồi thì mũ cao bồi, kẻ phiêu lưu, mũ rơm hải tặc, mũ đầu bếp, mũ tiểu tiên, đầu thợ, mũ điên hè vui vẻ, mũ 10 triệu, quá nhiều đồ. Vâng, nhiều đồ thực sự, và đầu quỷ, đầu kia các kiểu, mặt nạ Bushido. Thì tôi nhớ rằng ITB Mèo Đi Game mà anh ta đã từng bị mất nick một lần, và theo những cái chia sẻ của anh chàng này đã từng bị mất nick một lần rồi thì phải. Và anh chàng này đã có một cái quả tái đầu tư lại cũng khủng không kém. Và bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy là trang bị, trang phục các thứ của anh ta rất nhiều. Chắc chắn là rất nhiều. Với cái tài khoản này của ITB Mèo chắc là nó phải rơi với cỡ khoảng 200-250 triệu gì đó. Thực sự là như vậy. Nhìn đồ đạc này ngon lành thực sự. Đây là đầu thỏ neon, đây là đầu sát thủ ninja graffiti, mặt nạ phóng xạ, rồi thì mặt nạ quỷ lửa sứ giả ác ma, rồi mặt nạ cấm vệ quân này, phê chưa. Đấy, có một cái điểm đặc biệt ở con nhân vật Miguel này, đó là con nhân vật duy nhất mà không cần skin súng mà vẫn cầm súng ở trong sảnh chờ. Đấy, thế là thời kỳ mà con Miguel này mới ra, mấy anh em mà không có skin súng điện thoại để cầm ngoài sảnh chờ ấy rất thích mang con này. Ui, ông này có quả mũ xe máy này, và quả mũ này hơi hiểm đấy, và quả mũ này hơi hiểm đấy anh em ạ. Ông này ông mua cả quả mũ này ở đâu nhỉ?
Tôi nghĩ là có là một lần ở đi qua bên server nước ngoài, chắc là anh chàng Melody Game này tiện thì vợt quả mũ này về. Ui, quả mũ này xịn sò thật sự ạ. À. Tôi chưa giờ nhìn thấy cái mũ này trong game luôn. Vâng, nhìn xịn sò con bò thật sự. Có mình đầu Hàn Vương ở phía trên, đây là thằng hề ma quái, thằng hề hoàng gia, thằng hề ma mị, rồi thì đầu thỏ ác, nói chung là đủ hết. Xưởng chế tác không sót cái gì, mà bộ đồ siêu nhân các kiểu đà điểu, hay là đặc nhiệm, rồi mặt nạ sát thủ, kính gangster, đồ nhiều quá, đồ quá nhiều. Nhưng mà hình như anh chàng này thiếu cái bộ 5 cái khăn bịt mặt thì phải. Đây là áo cyberpunk, rồi vệ thần Ai Cập cùng đầm bóng đêm. Thật ra có nhiều bạn bảo là nếu mà cần test tất cả trang phục gì thì cứ mượn của các youtuber, thì điều đấy cũng có vẻ là khá hợp lý. Tại vì đa số youtuber thì để phục vụ cũng như là làm phong phú thêm cái nội dung livestream của mình, thì ví dụ như Mewdy Game thì anh chàng này đều có rất là chịu khó thay đổi những bộ trang phục của mình để mỗi lần lên stream thì cái nội dung livestream nó sẽ vui mắt hơn. Đây là nam đấu vật bầu trời xanh, thì phong cách livestream của Mewdy Game rất là thân thiện, rất là lịch sự, rất là hòa đồng với những người xem, và điều này cũng khiến cho Mewdy Game cũng như là một thành viên khác của ITB team, đó là Lão Gió, trở thành những streamer mà rất được khán giả mến mộ bởi vì cái sự điềm đạm, cái sự lịch sự ở trong cái cách mà họ làm livestream. Một trong điều quan trọng là những cái nội dung liên quan đến kênh của ITB Mew thì mình thấy là nó cũng rất là bám sát nội dung của game. Ví dụ như là mang lại cho mọi người những cái giây phút giải trí, những cái tình huống giao lưu, hoặc là những cái hài hước mà mang tính nhẹ nhàng, thì cái này cũng rất là hay. Thì đợt trước thấy ITB Mew là hay chơi cô nàng Mi đấy, thế sau một thời gian thì thành gấu luôn. Vâng, đấy, bây giờ thành mèo. Ví dụ như ông này chữ tiếng Tàu ấy, thì mình hỏi bạn chữ tiếng Trung Quốc kia, mình hỏi ITB Mew là viết tắt của gì, viết của gì là Mi. Anh ông này đọc tên đúng nhá, phải là ITB Meo Mi nha anh em nhá. Vâng, Meo Mi, Mi Meo. Vâng, khá là hay. Ok, chúng ta cùng nhau quay trở lại phần đó là review account của anh chàng này. Vâng, đồ đạc rất nhiều luôn. Vâng, đồ này tôi nói thật với các bạn là nếu như những tài khoản của ITB Meo này mà review từng đồ một, rồi phân tích về từng những cái đồ một, thì có lẽ cái video này nó dài kinh khủng khiếp, dã man tàn bạo vô nhân đạo luôn. Vâng, nó sẽ cực kỳ dài. Và vì chính vì thế chúng ta chỉ lướt qua thôi. Và chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến những cái đồ gì mà cực kỳ nổi bật. Nó hay có 6 cái quần ạ. Vâng, bò lam, xám, navi. Đây là những cái quần mà anh em hay gọi là đồ boss, nhưng đây là những cái đồ mà đã gắn bó với game Kana Free Fire từ những cái phiên bản OB đầu tiên rồi. Vâng, đây là những cái đồ mà phải nói là nó tương đối cổ. Ok, chúng ta chuyển qua giày. Giày thì nó cũng sẽ đi cùng với quần áo mà thôi. Và từ ngày mà Free Fire họ ra cái kiểu bộ đồ ấy, thì tôi thích mặc cái kiểu bộ đồ hơn, tại vì tính tôi lười. Nhưng tuy nhiên thì những YouTuber khác thì họ khá là chịu khó phối đồ. Thì anh chàng Melody Game này ở trong quân đoàn là một trong người mà khá là hòa đồng, cũng như là có những cái comment nó rất là hài hước. Ok, đây là gấu khủng long. À, đây là gấu Bắc Cực, và suýt nữa đọc thành con gì khác. Có rất nhiều khủng long, có khủng long huyền thoại, và có mình bộ phượng hoàng thép. Thì cái bộ này cũng đang là một trong những bộ hiếm mà nhiều anh em đang kêu bên Ghana bán lại, nhưng mà lâu lắm rồi bên Ghana chưa bán lại bộ này. Thì cái bộ này là ITB Meo, tôi nghĩ là cái đợt mà đi sang bên Singapore mà bắn cái giải streamer châu Á vừa rồi thì anh ta có mua, tại vì tôi mua bộ đấy mà. Ok, trong phần gói anh chàng này cũng có khá là nhiều đồ đây. Có một số những cái gói đến từ thẻ vô cực hoặc là đến từ vòng quay mặt vàng mà anh chàng này chưa mở, thậm chí hỏa sư tối thượng không mở luôn. Thật ra thì nếu như mà không sử dụng những cái bộ đó thì cũng không cần mở làm gì, đỡ cho đỡ nặng máy anh em ạ. Trong này thì anh chàng này cũng hôm nay mới có một cái hiệu linh hồn xanh thôi. Có mình bộ thợ săn đầu lâu, và bộ thợ săn đầu lâu này trị giá nó cỡ khoảng 15.000 kim cương, nghĩa là rơi vào đâu đó khoảng triệu hai, khoảng hơn 2 triệu gì đó. Thì đợt trước ấy, nhiều anh em thực ra 15.000 kim cương là đa số mọi người mở ra ở mốc đấy, có mấy ông mở ra đen, mở ra cao hơn. Thì đợt trước bên Ghana Free Fire họ cũng tôi có hỏi bên Ghana Free Fire bao giờ ra lại mấy cái trang phục kiểu như thế, thì họ cũng chưa kế hoạch gì cả. Đây là mũ đầu sĩ beta hải tặc nữ, thì để xem đồ nữ của anh chàng ITB Meo này có nhiều như là đồ nam hay không nha. Đây là quý cô Jacob, một trong những bộ mà tôi rất thích. Lý do vì sao hôm nay tôi thích sử dụng con Misa là bởi vì tôi thích thôi. Đây là thợ săn xác sống, rồi thì Trap Realist, rồi thiên sứ tình yêu đặc vụ beta, một bộ thiên sứ tình yêu đấy rất đẹp. Tôi rất thích bộ này bởi vì cái hiệu ứng của nó rất đẹp. Và đây là
cái mũ ẩn khách. Cái bộ này mới ra trong Anna Fifi và có một cái mũ trông nó khá là đẹp. Đây là mũ bánh khả, rồi thì đầu thần quyền, đầu người đẹp, rồi tóc ướt át, rồi tóc gái ngổ ngáo, bánh sinh nhật. Và năm nay không biết là bên Hàn Hảo cho đội cái bánh sinh nhật 3 tuổi hay không. Cái năm nay thì vào tháng 8 chúng ta sẽ có sự kiện là sinh nhật 3 tuổi của Anna Fifi. Thì không biết là năm nay Anna Fifi có cho chúng ta đội cái bánh sinh nhật giống như năm ngoái hay không, hay là năm nay sẽ có những cái quà gì mới. Nhưng mà tôi đang cảm giác là năm nay thì bên Anna sẽ theo phong cách hiện đại hơn, là theo phong cách kiểu cổ điển ăn mừng sinh nhật như kiểu năm ngoái. Ok, chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại đến mặt nạ đồ long, vệ binh tinh tú, mặt nạ mộc lan, sứ giả tử thần. Và đây là mặt nạ nữ thần hoàng kim. Và bộ nữ thần hoàng kim này cũng là một trong những bộ mà từng được gọi là vừa đẹp và vừa sexy nhất trong Anna Fifi. Đồ Ragnarok đồ quá nhiều, và mộc lan xanh, mộc lan đỏ các kiểu luôn. Nhưng mà công nhận là quả mũ xe máy này độc thật, và quả mũ xe máy này quá độc luôn. Đội quả mũ này vào trong game bố đời lắm, bố đời quá, xịn sò con bò luôn. Quá ngon, đồ xịn thật luôn. Đây là mũ tiểu tiên nữ, và đồ đạc này thì có thể làm siêu lòng bất kỳ một em gái nào và chơi Anna Fifi. Thì ITBML ở ngoài đời là một anh chàng mà khá cao to cũng như là rất là thân thiện. Mỗi khi mà có những cái sự kiện của Anna tập trung những cái game thủ của Anna Fifi thì mình thấy là ITBML cũng thường tham gia, cũng tham gia rất là đầy đủ và có một cái độ thân thiện rất là cao. Đây là áo báo đen, rồi sơ mi casino, quái nữ level up, áo tối cổ. Một túi cổ ấy xịn sò đấy. Ok, chúng ta vẫn đang review, công nhận kéo mềm mỏi tay luôn. Anh chàng này có bao nhiêu bộ đồ vàng thì một chút nữa thì tôi sẽ đếm cho anh em xem. Thợ sở ống nước, áo anh. Anh chàng này cũng có khá nhiều áo bóng đá. Còn cái tài khoản này thì cũng cày rank huyền thoại khá là đều luôn, và gần như mùa nào cũng lên huyền thoại hết. Nhưng mà hình như đây là một cái tài khoản mà mới chỉ cày lại ở trong những cái mùa gần đây, bởi vì cái tài khoản cũ anh chàng Melody Game này hình như là bị mất, hình như là bị mất hay sao ấy, nên là anh chàng này đang phải cày lại một cái tài khoản mới thì phải, nếu mà tôi nhớ không nhầm. Ok, đây là đồ thiên sứ, đây vẫn là những cái quần thôi. Chúng ta đếm, ok, tôi đang đếm xem là có bao nhiêu hàng. Sau đó nhân với 3 thì có vẻ nhá, có 18 hàng tất cả. 18 nhân với 3 là 54 bộ đồ vàng anh em ạ. 54 bộ đồ ở cấp vàng và xịn sò thật sự luôn. Vàng chóe là loại luôn anh em ạ. Xịn quá, công nhận là bạn nào, tôi nói thật là bạn nào mà sở hữu được một cái tài khoản như thế này thì chắc các bạn yêu game lắm luôn. Và thực sự thì ITBML cũng là một trong người rất là yêu game, trải qua rất là nhiều khó khăn thăng trầm, thì đến thời điểm hiện tại ITBML cũng đã đạt tới con số 1 triệu sắp cùng với Lão Gió. Đúng là kiểu đôi bạn cùng tiến nhá, hay hay không đấy. Làm YouTube với nhau từ những thời đầu, và từ những cái thời mà có lẽ là lúc đấy số lượng có lẽ là rất nhiều bạn trong số những người mà xem kênh Real Gaming ngày hôm nay. Thì ở thời điểm mà Melody Game cũng như là Lão Gió làm kênh YouTube thì thậm chí là nhiều bạn chưa bắt đầu chơi Anna Fifi. Đa số mọi người xem YouTube Anna Fifi bây giờ chơi vào khoảng giữa năm 2019 đổ đi, mà trong khi đó thì ITBML như Lão Gió thì họ đã làm từ những cái lúc mà cuối 2017, tức là từ những cái phiên bản đầu tiên. Rồi tôi nhớ là tôi xem được kênh Lão Gió, kênh Miri Game là từ những năm 2000 đầu năm 2018, mà bây giờ đã là 2020 rồi, một khoảng thời gian rất dài. Thì dù sao thì cũng rất là chúc mừng cả Miri Game như là Lão Gió thì đều đã đạt tới con số đó, 1 triệu subscriber và một cái mốc son mà có lẽ rằng nó là một điều gì đó quá tuyệt vời với tất cả mọi người đã làm YouTube đi. Ok, quay trở lại phần review. Hôm nay chúng ta thấy mấy con trợ thủ tên khá hài. Trong khi đó thì đây là phần vũ khí. Ôi, xịn sò nhờ, Kim Sư Điểu này. Và M451 thảm họa, lễ hội rừng xanh, Hồng Sư Điểu, rồi hỏa ngục, và đủ hết, không sót khẩu nào. Không sót một khẩu nào, thiếu mỗi khẩu linh hồn gì đó thôi. Đây là M451 Hàn Băng này. Xin lỗi các bạn, đây là cái AWM Ngày Đỏ. Trong khi đó đây là M104 Chiến Tranh, Giáng Sinh, Tiếng Ú Địa Ngục, Cường Hóa, Thảm Họa, Xung Đột. Nhiều quá, tuyệt diệt với các thứ, các kiểu na điểu chết chóc, dịch bệnh. Thì riêng cái dàn súng này thôi nó đã là một kho tài rồi, một kho tàng rồi, nói nhầm, một gọi là một cái gọi là viện bảo tàng về súng thì chính xác hơn. Quá nhiều đồ luôn, lửa đỏ, bí ngô, AK rồng lộn, rồi thì thợ săn đầu lâu, rồi thì UMP, nghệ sĩ tử thần, thảm họa. Ai mà cần thử tất cả loại súng cứ nhắn cho ông Melody Game này, ông ấy thử từng cái loại súng cho xem. Đồ nhiều quá, M14 có đến bao 7 cái skin anh em.
em ạ. Hyundai Scar là cấp Titan, chắc chắn là sẽ có đủ bộ rồi, không thể nào mà trượt đi đâu được. Là các YouTuber thì việc một trong việc mà rất quan trọng đó là mang cái trải nghiệm và đến cho mọi người và giúp cho mọi người yêu game hơn. Thì Mary Game thực sự anh ta làm một điều đó. Đây là Scar cổ đại, và thay vì mà sử dụng Scar là cấp Titan hay Scar thần tình yêu thì hôm nay sử dụng Scar cổ đại. Thật ra khẩu Scar cổ đại này thì cũng được, khẩu này thì cũng khá là ok. Đây là VLS vệ binh ngân hà, khẩu ấy tăng 2 sát thương. Đến thời điểm này tôi không biết tại sao ở VLS nó lại chưa có bình đó là cái skin huyền thoại. Thật ra bây giờ có một số súng chưa có skin huyền thoại, ví dụ như SKS này hay là SVD hay là khẩu VLS này. VLS này mà có một khẩu tăng huyền thoại, ví dụ tăng 2 tốc độ bắn 1 sát thương nhỉ. Ui thế thì nó lại gọi là căng đét và khét lẹt lẹt luôn. Và bây giờ cái khẩu này thực ra chỉ thiếu sát thương và tốc độ bắn thôi, và thiếu hai cái quan trọng nhất của một khẩu súng. Và thực ra nếu mà khẩu này mà có tăng tốc độ bắn thì tôi phải nói với anh em mà nó tăng 2 tốc độ bắn thì bắn nó phê, mà nếu tăng 1 sát thương thì bắn nó phê luôn anh em ạ. Đây là khẩu MP40 bích vàng. Chúng ta vừa nhìn thấy Groza, không có cho mình Groza Giáng sinh. Vâng, một điều hơi đáng tiếc một chút. Ui, nhìn dàn MP40 này không thiếu khẩu nào ma mị truy sát cơ khí, mà anh chàng này đang sử dụng cơ khí rồi. 4 cái bộ của MP40 tứ quý, và rồi chúng ta nhìn thấy chảo dưa hấu và chảo huyền thoại đầu tiên đấy. Đến cái chảo còn có huyền thoại mà một số súng lại còn chưa có đồ huyền thoại anh em ạ. Cay thật sự. Vâng, quá cay cú luôn. SKS tia chớp vàng tăng 2 tốc độ bắn là một trong những khẩu súng mà theo mình đánh giá là khá ngon. Vâng, có thể nói là ngon nhất trong những cái khẩu trong những cái khẩu đấy. Rồi đây là Famas thần ký bá nhật. Vâng, quá ngon đội bán son rồi, nanh quỷ. Nhưng mà Famas thì có lẽ là bây giờ ít người sử dụng nên đâm ra là nó cũng không còn được hot như ngày xưa, và không có nhiều người cố sở hữu những cái khẩu Famas ngày xưa. Tôi nghĩ là Famas nên thay đổi lại cách bắn ở như nào đấy, như khẩu XM8A94 thì nhiều người dùng hơn, đang sử dụng XM8 quái thú, Spaz 12 rất nhiều, sử dụng khẩu băng ngục hoặc sử dụng B60 lửa đỏ. Vâng, nhiều quá, đồ quá nhiều luôn. Và riêng có lẽ là nếu mà chỉ cần ngồi đọc tên các tất cả các đồ của anh chàng Beauty Game này ở trong cái tài khoản thôi thì có lẽ là cũng đã mất cỡ phải đến một cái video khá dài khoảng 30 phút thì may ra mới đọc hết tên đồ được. Đây là P90 học viện, và anh chàng này không sử dụng bóng ma như là hành quyết, hai khẩu súng khá là mạnh. Khẩu AN94 cũng có đủ, thiếu khẩu Cyberpunk. Như vậy là AN94 anh chàng này bị thiếu khẩu Cyberpunk thì phải. Đây là Katana kiếm đạo xịn quá rồi. Đây là M1887 tương lai cực kỳ bóng bẩy, và chúng ta sẽ chuẩn bị có M1887 mới trong phiên bản OBI3, tăng 2 tốc độ bắn và khá xịn sò. Đây là liệu game thủ cũng như là bom keo thần hộ bệnh, mà không sử dụng bong keo bác gấu mà sử dụng bong keo thần hộ bệnh luôn. Đây là xe đa năng. Ui, xe máy có game có mấy cái nào, xe nào thì ông này đủ hết anh em ạ. Vâng, xịn quá. Vâng, một tài khoản rất xịn sò, con bò đến từ vị trí UTB Mèo, một trong những người chơi cực kỳ đam mê với game và đã có mình 1 triệu người theo dõi. Ok, chúng ta cùng nhau đến với quân đoàn UTB Team, một trong những quân đoàn có thể nói là cũng tồn tại khá lâu. UTB Mẩu, một trong những cô nàng gọi là bạn ấy hay chơi cùng với tôi ở trên livestream đây. Đây là vợ Nhoi à, rồi Thị Nở, rồi đây ITB Lão Gió chỉ huy của con đoàn này. Ui, số lượng hiệu thẻ cực nhiều thật sự. Một ngày nào đấy tôi sẽ review tài khoản Lão Gió. Chúng ta có ITB Nan cũng là kỳ cựu và là một trong hai kỳ cựu của con đoàn ITB này. Bên cạnh quản lý con đoàn, bên cạnh Lão Gió, chúng ta thấy Nan có bình một cái lượng danh dự là rất cao. Và đây ông thanh niên ăn tàn phá hại của con đoàn đây, thậm chí ông này còn không thèm đặt tên cùng con đoàn nữa. Và riêng loại này nhá, tôi mà là chỉ huy quân đoàn tôi kích và kích ngay và luôn cái thằng không đặt tên giống thành viên trong quân đoàn. Đây là ITB Chiru, cũng là một cô bé có một cái giọng rất là dễ thương trong quân đoàn. Bạn này cũng trẻ thôi, cũng khá là trẻ và không biết là có trâu không. Đây là ITB Nện, rồi ITB Bông, rồi ITB Các Lốt và hay bóp tôi lắm. Và đây là vợ kỳ cựu Mèo. Vâng, xịn hẳn có hẳn vợ kỳ cựu Mèo luôn, xịn sò thật sự. ITB Da Si, ITB Ngân Đế, cô nàng Ngân Đế này cũng rất là xinh nhá. Rồi có biết cái ảnh Facebook của cô nàng này cũng rất là xinh. Goom PC, một trong những người mà cũng làm YouTube theo tôi biết là như vậy. Ok, và đó là cô đoàn ITB Mèo cũng như là phần review của mình với tài khoản ITB Mèo Đi Game. Một lần nữa chúc mừng Mèo Đi Game đã đạt được con số 1 triệu subscriber. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của Ria Gaming, đừng quên để lại cho mình một like và subscribe để đẹp trai và được xinh gái nhá. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye.